trong sản phụ đấm nữ bác sĩ vì tiếng loa rẻ. Bực tức vì tiếng loa rẻ ở khoa sản, Luân xông vào phòng cấp cứu, lôi kéo và đấm vào mặt bác sĩ Hương. Liên quan đến thông tin, trong sản phụ hành hung nữ bác sĩ, trong lúc chờ vợ sinh, ngày 27 tháng 6. Trao đổi với phóng viên báo, đại diện Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, xác nhận và cho biết, nguyên nhân xảy ra sự việc là do Nguyễn Công Luân, 32 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, khó chịu vì loa thông báo của bệnh viện, phát ra tiếng rẻ. Chỉ vì nghe tiếng loa rẻ của bệnh viện, mà Luân xông vào đấm bác sĩ Nguyễn Lan Hương, trước đó, giữa Luân và bác sĩ Hương. Chưa từng quen biết, hay có lời qua tiếng lại gì với nhau. Thời điểm xảy ra sự việc, bác sĩ Hương vẫn đang ở trong phòng trực. Cũng may khi bị đối tượng hành hung, bác sĩ đã la lớn, nên có người đến can ngăn kịp thời, vị đại diện cho biết. Theo vị đại diện này, do sự việc xảy ra bên trong phòng làm việc của bác sĩ Hương, nên camera ngoài hành lang không quay lại được hình ảnh. Chỉ có những người ở gần khu vực đó chứng kiến. Nói về chiếc loa phát thanh của bệnh viện, vị đại diện trên cho rằng, đây là loa phát thanh. Đọc thứ tự bệnh nhân, hay gọi tên người nhà bệnh nhân, loa để bên nào, thì phát âm thanh to ra bên khu vực đó. Cũng theo vị đại diện này, hiện tại công an đang làm rõ vụ việc, để có hình thức xử lý đối với Luân. Như báo chí đưa tin. Vào tối ngày 26 tháng 6, trong lúc nằm đợi vợ sinh, tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Luân nghe tiếng loa phát thanh thông báo của khoa sản, phát ra tiếng rẻ khó chịu, nên đã đến nói nhân viên y tế tắt loa. Lúc này, nhân viên y tế khoa sản đã báo cho nhân viên kỹ thuật của bệnh viện lên sửa chữa. Tuy nhiên, trong lúc đợi nhân viên kỹ thuật lên, Lâm lao vào phòng cấp cứu của khoa sản, lôi kéo và đấm vào mặt bác sĩ Hương. Quá bất ngờ, bác sĩ Hương hô hoán mọi người vào giải cứu, rồi đưa xuống khoa cấp cứu điều trị. Cùng lúc này, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã ập vào khống chế, đưa Lâm xuống phòng bảo vệ và báo cho công an phường đến xử lý. Trong khi đó, qua kiểm tra, bác sĩ Hương bị chấn thương vùng mặt, mắt, xương má, hoảng loạn tinh thần và đang được theo dõi chấn thương sọ não. Được biết, tại cơ quan công an, bước đầu Lâm thừa nhận việc hành hung bác sĩ Hương trong tình trạng say rượu. Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, sau một đêm chăm sóc, sức khỏe bác sĩ Hương đã ổn định. Bệnh viện phân công rất nhiều bảo vệ để đảm bảo an toàn cho các y hay bác sĩ, tuy nhiên sự việc xảy ra quá bất ngờ. Ban giám đốc đã thăm hỏi, động viên nữ bác sĩ và có biện pháp tăng cường bảo vệ an ninh trong thời gian tới. Bác sĩ Tuấn nói,